助词，助词，词，词，助词，助词，助词，助词。了就。招财进宝，招，招，招，招财，财进，进宝，宝，招财进宝。招财进宝。Như mọi người nhìn thấy ở trên cái này là cái chữ rất là lớn mà hai in ở trên đèn lồng, với lại một số những cái mà chúc ở trong mà năm mới, thì cái chữ này không phải là một chữ mà đây là chính là bốn chữ. Chào tài chiêu bảo, chiêu tài tiến bảo. Thì chào ở đây là chiêu, tài là tài, chiêu là tiến, bảo là gì? Bảo cũng là chiêu tài tiến bảo, cũng là mong thịnh về cái phần vật chất của người, gọi là chiêu tài tiến bảo. Ví dụ như mèo thần tài đây, con tóc này, thì đấy là vật để chiêu tài tiến bảo trong phong thủy. Và cái chữ mà to này thì các mình mà nhìn thấy ở đèn lồng thì đây không phải là một chữ nữa mình nhá, đây là bốn chữ xếp lại với nhau giống như thư pháp của mình ấy. Đọc là chào tài chín bảo. Ok, rồi chúng ta đọc tiếp nhé. Quan sự, quan sự, đa vị, đa vị, quan, quan, sự, 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 đa, đa, vị, vị, quan sự đa vị, quan sự đa vị, quan sự đa vị, quan sự đa vị. Quan sự là vạn, vạn sự, đa là gì? Lớn, chí là cát, trong từ chí xiáng là cát tường. Vậy, quan sự đa chí, đa chí, đa lớn, chí là chí xiáng là may mắn. Vậy, cát tường thì dịch là may mắn, vạn sự may mắn. Được chưa nhỉ? Vạn sự may mắn, vạn sự đại cát. Chú nỉ, công tuộ, xuân lị. Chú nỉ, công tuộ, xuân lị. À, cùng mình là chú nỉ, chú nỉ, công tác, công tác, 顺利, 顺利, 祝, 祝, 刚刚那把转变, 祝, 祝, 祝你, 祝你, 祝你呢, 祝, 祝办, wish you, 工作的人, 工作, 顺利, 顺利, 祝办, 工作, 顺利, 祝你, 祝你, 工作, 工作, 顺利, 顺利, 祝你, 工作, 顺利。祝你工作顺利，新年快乐，新年快乐，新新你安你安年年新年新年新年新年快乐快乐，登那登年多少年年 mới， 快乐快乐 vui vẻ， 新年快乐，打不来了，新年快乐，新年快乐，新年快乐。新年快乐，chúng ta có thể chúc mọi người trong dịp Tết là大家新年快乐，大家新年快乐，对。các ngày nghỉ lễ khác cũng có thể kết hợp với từ快乐的。圣诞，圣诞，圣诞，圣诞，圣诞节快乐，圣诞节快乐，圣诞节快乐，圣诞节快乐，圣诞，圣诞，圣诞，圣诞，圣诞节快乐。圣诞节快乐，生日快乐，生日快乐，生日快乐，生日快乐，一切顺利，一切顺利，祝一切顺利，祝一切顺利，祝那里面，祝里面呢，用来祝你，祝祝你，祝你一切顺利，一切，这贵了怎么喝呢？一切。切切切切切切切切切切切切切，一切顺利，一切顺利，得嘎，一切得嘎呀，顺利了，顺利，马上就顺利。祝贺你，祝贺你，那么讲，祝贺，祝贺，祝贺你，祝贺你，祝贺你呢，也就代表祝贺嘛。Đó. Còn nếu như mà các bạn hay nghe cái từ công sĩ, công sĩ, công sĩ thì dịch là việc hỷ lớn, ví dụ như là đám cưới, được chưa nhỉ? Dỗ là gì nhỉ? Có, dỗ là có, dỗ xỉ có nghĩa là mang bầu, dỗ xỉ, dỗ xỉ, có hỷ có nghĩa là mang, mang bầu, người phụ nữ có bầu rồi, công sĩ. Đó thì mình dùng là công sĩ trong việc đại lễ, đại gì nhỉ? Đại lễ nhá. Còn chu hư là dùng bình thường, ví dụ như là thăng chức này, hay cái gì đó thì có thể dùng là chu hư. 万事如意，万事如意，这是
giờ giống hệt cái khẩu hình của chữ là rú 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 y y quan sư rú y quan sư rú y ok rồi chú nì jiàn hàng chú nì jiàn hàng jiàn jiàn khẩu hình của chữ gì là chi 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 身体健康，sức khỏe， 身体健康 ，OK， 身体健康。还有什么搞着呢？家庭幸福，懂吗？家庭幸福，家庭幸福，家庭幸福，家庭，家庭，家，家，家，家，庭，庭，幸福，幸福。cái từ ing đọc là yên mặc định yên yên vậy là xiềng 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 phú xiềng phú gia đình xiềng phú gia đình xiềng phú sinh y xiềng long sinh y xiềng long mình để ý chứ sinh y sinh y có nghĩa là kinh doanh xiềng long xiềng long xiềng long đó sinh y xiềng long kinh doanh làm ăn phát tài đó xiềng trong từ không thể thế nhỉ không thể sinh y xiềng long sinh y xiềng long sinh y sinh y xiềng long xiềng long vậy mình tất cả những cái từ này mình đều dùng là chúc nhỉ hoặc là chúc nhỉ mến chúc ta gia chúc chúc nhỉ mến chúc các bạn chúc nhỉ chúc bạn chúc ta gia chúc mọi người đúng vậy sinh y xiềng long làm ăn phát tài ok chúc nhỉ hảo yên chúc nhỉ hảo yên yên là gì may mắn ở trong tiếng Trung có từ sinh yên là may mắn dầu yên cũng là may mắn hai từ này đồng nghĩa nhé sinh sinh trong từ sinh phú vậy là bằng sinh sinh yên và dầu yên yên là vận sinh là hạnh vận hạnh phúc thì dịch là số may mắn dậu là đi dậu yên ở đây là gì nhỉ nó phát đó thì dịch là dậu yên may mắn vậy là sẽ có hảo yên xin yên dậu yên để có nghĩa là may mắn mình dịch là chúc nhỉ hảo yên chúc nhỉ xin yên chúc nhỉ dậu yên ok rồi ở bên dưới có là lùi xiềng lùi khoải lùi xiềng là gì đó mình du lịch lùi xiềng đọc là lùi xiềng lùi khoải lùi xiềng lùi khoải cái từ là y dài và u đấy thì các bạn đọc của mình là y y y y y y đọc nhanh y y khoải khoải lùi khoải lùi khoải lùi khoải và khoai lưa là giống nhau nhưng mà lùi khoải dùng cho văn viết nhiều hơn dùng hay để trong một cái sợi tóc tớp rồi đấy hoặc là một cái kiểu là chúc ở trong văn viết được chưa nhỉ lùi xiếng nhớ khoải lùi xiếng là chuyến chuyến đi du lịch nhớ khoải là vui vui vẻ đi du lịch vui vẻ ok bình an bình an bình an bình an yên yên bình 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 an bình an hòa gia bình an hòa gia bình an bình an là bình an người ta hay chúc là chúc nhỉ bình an chúc bạn bình an có thể lặp lại đọc như thế này cho nó hay nhá bình bình an an chúc nhỉ bình bình an an chúc nhỉ hạnh phúc chúc nhỉ bình bình an an hạnh phúc là gì nhỉ hạnh phúc bình bình an an bình bình an thì hứa cha là gì cả nhà chúc nhỉ hứa cha bình an ok đọc vào hứa cha bình an hứa cha bình an y hoàn hứa chỉ y hoàn hứa chỉ y hoàn y hoàn y thanh an nhá y hoàn hứa chỉ y hoàn hứa chỉ y hoàn y hoàn hứa chỉ hứa chỉ
chị. Chị. Ý thoán là một đoàn, hứa chi là hòa hợp nhé. Một đoàn hòa hợp thì cũng dịch là cả nhà hòa hợp. Rồi từ này rất là hay đây. Cung sĩ pha trái. Cung sĩ pha trái. Các bạn đọc nó. Cung. 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 Chữ X này. Sĩ. 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 Pha. Pha. Chữ C. Chữ C hàng dưới. Trái. 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 Cung sĩ pha trái. Cung sĩ pha trái. Cung sĩ là đấy. Cung sĩ. Phát tài, phát tài. Từ này sẽ được dùng trong đại lễ hoặc là chúc mừng ngày năm mới. Nếu như ở bên Việt Nam mình ấy, mình thì là dành cho trẻ con với lại cả người già. Thì mình cứ nhớ là ở bên Trung Quốc đầu năm mà là ai đó mình độc thân chẳng hạn, mình trả lời là mình chúc người ta là cung sĩ phát tài. Phải chúc nhá, phải chúc thì được nhận lì xì, kể cả cả trẻ con, nhớ chưa nhỉ? Phải chúc ra là cung sĩ phát tài. Húng bao lái lái. Húng bao là hồng bao đó. Cung sĩ pha trái, cũng bảo lại là cung sĩ pha trái. Nhớ câu này nhé, đọc là cung sĩ pha trái. Cung sĩ pha trái. Tôi đã chỉ dùng câu này nhiều nhất ở trong Tết thôi. Cung sĩ pha trái. Cung sĩ pha trái. Đó, năm mới pha tài. Nó là cộng hưởng tất cả những cái tốt đẹp thì mình dùng câu này. Cung sĩ pha trái. Xin chẳng sự thành. Xin chẳng sự thành. Xin. Xin. Xin chẳng. Xin. Xin chẳng. 心想事成，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 心想事成
thấy kiểu như thế. Tương tự vậy có một cái ý là cầu được ước thấy sẽ có là chống xin sửa duy à, chống xin sửa duy chống chống xin xin sửa sửa duy duy chống xin sửa duy chống xin sửa duy chống xin sửa duy chống xin sửa duy. Rồi cầu được ước thấy muốn gì được đấy nhá. Y phan phong xuân, y phan phong xuân, y phan phong xuân, y phan phong xuân. Chúng ta có cái từ gì nhỉ, cái từ thuyền ấy, từ thuyền đây là nhất gì nhỉ, từ phan này đứng một mình này chính là mình đang là cái thuyền đó, thì y phan ở đây là cái thuyền hoặc là dịch là cái buồm, các bạn nhìn không nhỉ, đó cái thuyền hoặc là cái buồm đó là phan. Phương ở đây là gió, xuân là thuận, người ta dịch là thuận buồm xuôi gió. Y phan phân xuân, đọc là y phan, y phan, y phan phân xuân, phân xuân, y phan phân xuân, y phan phân xuân. Dùng để chúc những người chuẩn bị đi xa mà đi trên sông nước, được chưa nhỉ? Rồi, ta trảng khủng hố, ta trảng khủng hố, ta trảng, ta trảng khủng hố. Hồng thú ta ta trản trản hồng hồng thú thú sự nghiệp phát triển đúng không nhỉ? Ta trản hồng thú trản trong từ phát triển phát triển phát triển mã đạo thành công mã đạo thành công mã mã đạo đạo thành thành công công mã đạo thành công. Ngày xưa đi di chuyển thì hay di chuyển bằng ngựa, thế khi mà quay trở về mình nhìn thấy con ngựa là biết là gì ạ, thành công trở về, đi mà không thấy ngựa về đấy khả năng là mất người rồi. Mã đạo thành công. Tiếp theo bên dưới nào, khai trương là gì đó mình, khai trương là khai khai trương rồi. Vậy là ta sĩ là đại đại hỷ, chu nhị khai trương ta sĩ, chu nhị khai trương đại hỷ, chúc bạn khai trương đại hỷ, dùng cho khai trương mừng khai trương. Chu nhị khai yê đại chí, khai yê là yê là sự nghiệp đúng không, khai yê là mở nghiệp. Thế thì ta ta chí là đấy đại đại cát, cho chúc lại là chu nhị khai yê đại chí, chu nhị khai yê đại chí, chu nhị khai trương đại hỷ, chu nhị khai trương đại hỷ, chúc mừng khai trương đại hỷ. Chu nhị khai yê đại chí, chúc bạn khai yê đại chí, khởi nghiệp đại cát đúng không nhỉ, khởi nghiệp đại cát, buôn may bán đắt
Bôn may bán đắt thì mình dịch là chú ní khai yê đa chí. Chú ní khai yê đa chí. Y thiên yu khoai là gì nó mình? Y thiên yu khoai. Yu khoai là gì? Một ngày vui vẻ. Đó. Ở trong chúng ta có thể dùng từ khai xin này, vui vẻ. Đó là xin phú là gì? Hạnh phúc. Đó. Chúc bạn khai xin, chúc bạn xin phú. Đó, xin đi mà. Chúc bạn khai xin, chúc bạn xin phú. Đấy là những cái câu mà thường được để trong cái chúc năm mới thì các bạn chỉ cần chúc là ta gia xin nhán khoai lợ. Ta gia xin nhán khoai lợ. Cô chỉ phá trái. Gia đình bình an. Gia đình bình an. Công chúa gì nhá? Công chúa sân lị. Quan sư rủ ý. À, làm lại nhé, một số câu chúc nào. Năm mới vui vẻ. Xin nhán khoai lợ. Công sĩ. Công sĩ phá trái. Công sĩ phát đài nào, làm lại nhé. Xin nhán khoai lợ. Xin nhán khoai lợ. Công sĩ phá trái. Công sĩ phá trái. Gia đình bình an. Gia đình bình an. Công việc thuận lợi. Công tuổ xuân lị. Vạn sự như ý. Quản sự rủ ý. Ok. Sức khỏe, thân thể, kiện hạng, kiện hạng, làm lại nhé, được. Xin nhán khoai lợ, xin nhán khoai lợ. Công sĩ phá trái, công sĩ phá trái. Gia đình bình an, gia đình bình an. Công tuổ顺利，工作顺利。万事如意，万事如意。身体健康。身体健康，健康，健康，身体健康，身体健康。新年快乐，恭喜发财，家庭平安，工作顺利，万事如意，身体健康。不要吃醋。OK， 来，我们牛呀。新年快乐。